Xin chào quý khán giả của chương trình Sống Như Nước Ngày hôm nay chúng ta đến với chủ đề nước từ trường Hoàng Nguyên Một loại nước thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng trong thời gian qua Vì lợi ích đối với sức khỏe của nó Đồng hành cùng với chúng ta là bạn Minh Đăng Phó Chủ tịch Tri hội Nam Y tỉnh Đồng Nai Người có rất nhiều sự quan tâm đối với nước từ trường Hoàng Nguyên trong thời gian qua Xin chào bạn Minh Đăng Xin chào anh Đức Quý Xin chào quý vị khán giả của chương trình Sống Như Nước bạn Minh Đăng này, bạn có thể chia sẻ với tôi là nước từ trường Hoàng Nguyên là cái gì? Hà và nó có vai trò gì đối với con người hay không? Tất nhiên là được ạ. À, nước từ trường Hoàng Nguyên là nước được xử lý thông qua một cái bộ từ trường đặc biệt, mà từ đó nước được tái tạo lại cái năng lượng tự nhiên và lúc này thì nước có giàu năng lượng từ tính cũng như là cấu trúc cộng phân tử nước hình lục giác. Thì do vậy là khi chúng ta sử dụng nước từ trường hoàn Nguyên lâu ngày thì sẽ giúp gia tăng sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật vâng à, bạn có thể nói rõ hơn là nước từ trường hoàng nguyên sẽ tác động đến cơ thể như thế nào có rất là nhiều tác động đến sức khỏe của nước từ trường hoàng nguyên thì đầu tiên á là khi chúng ta sử dụng nước từ trường hoàng nguyên lâu dài á thì khi lúc đó thì cái tế bào của chúng ta nó sẽ hấp thụ được nước một cách dễ dàng hơn và đào thải độc tố từ trong tế bào ra bên ngoài cũng nhanh hơn và tốt hơn và từ đó nó giúp cho tế bào á hoạt động những cái hoạt động trao đổi chất diễn ra một cách trơn tru hơn và điều thứ hai á thì Nước từ trường hoàn nguyên nó sẽ giúp cho chúng ta cân bằng uh, hệ tuần hoàn và lúc cân bằng pH ở trong cơ thể, uh, giúp chúng ta ngăn ngừa cái sự lão hóa và cân bằng nội môi oxy hóa chống oxy hóa. Thì từ đó giúp cho cơ thể nâng cao sức khỏe toàn diện và tự có đủ năng lực để đẩy lùi các bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan đến chuyển hóa như là uh, về bệnh tiểu đường, huyết áp, xương khớp hoặc là ngay cả bệnh ung thư Và điểm thứ ba là một điểm rất là quan trọng của nước từ trường hoàn nguyên là lúc này canxi ở trong nước được chuyển thể từ thể cứng là thể canxi sang thể aragonite là thể mềm thì từ đó thì các cái sỏi thận và sỏi túi mật thì nó cũng được ngăn ngừa hình thành và nó cũng làm phá vỡ nếu mà trong người chúng ta có sỏi thận và sỏi mật và khi mà canxi ở trong nước ở thể mềm thì cơ thể hấp thụ canxi một cách dễ dàng hơn thì từ đó thì chúng ta sẽ chống được lãng xương và chúng ta cũng cải thiện được hoạt động của hệ thần kinh vâng à ở đây tôi có một sự rất là tò mò đối với cái chữ hoàn nguyên trong cái tên gọi nước từ trường hoàn nguyên bạn có thể giải thích rõ hơn tại sao là cái coi lại có chữ hoàn nguyên này và nó là có ý nghĩa như thế nào? Dạ anh rất là tinh tế khi mà trong cái cụm từ là nước từ trường hoàn nguyên á thì cái chữ từ trường á nó chính là cái công nghệ xử lý và thông qua một cái công nghệ xử lý đặc biệt thì lúc này nước nó mới được hoàn nguyên trở lại à, hoàn ở đây á là có nghĩa là chữ quay trở về hoặc là hồi sinh lại và chữ nguyên đó, nó có nghĩa là nguyên bản hoặc là nguyên thủy thì nước từ trường hoàn nguyên cái chữ hoàn nguyên ở trong đây á nó có nghĩa là chúng ta khôi phục lại cái năng lượng tự nhiên của nước và nước được trở về cái trạng thái nguyên thủy vốn có của nó thì nước nguyên thủy có nghĩa là nước mà được hình thành đầu tiên từ cái quá trình từ thể hơi sang thể lỏng hoặc là từ thể rắn sang thể lỏng và chưa bị tác nhân từ bên ngoài tác động như là nhiệt độ hoặc là sự ô nhiễm của môi trường Ừ. Thì nhờ vậy á nước vẫn còn giữ nguyên cái cấu trúc lục giác như là cấu trúc của hình bông tuyết vâng. Thì à, lúc đó thì chúng ta sẽ được hấp thụ cái cái loại nước này là nước nguyên thủy vào trong người thì nó sẽ gia tăng sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật. Thì nước từ trường hoàn nguyên chính là cái chữ hoàn nguyên ở trong cái nước nguyên thủy này. Vâng, nghe bạn nói thì tôi cũng thấy rất là hấp dẫn. Vậy thì bây giờ nếu tôi muốn có nước hoa, từ trường hoàn nguyên thì tôi phải làm sao À, đầu tiên thì chúng ta có thể khai thác và sử dụng uh, nước nguyên thủy như là nước tuyết tan hoặc là nước từ uh, sông băng Nam Cực nhưng mà rất rất là khó để có thể tìm kiếm được cái loại nước này và chúng ta có thể sử dụng là máy lọc nước từ trường hoàn nguyên thì uh, tại công ty Coro thì chúng tôi có cung cấp uh, máy lọc nước này thì sẽ giúp cho chúng ta khôi phục lại nước để trở về được cái trạng thái vốn vốn quý của nó. Vâng. À, Thêm à, nếu mà à, nơi khác bán máy lọc nước từ trường hoàn nguyên mua có được không hay là nhất quyết là phải mua của công ty Coro? À, điều đặc biệt của nước từ trường hoàn nguyên á, thì chúng ta cần phải tìm hiểu về những cái sáng chế liên quan đến cái công nghệ hoàn nguyên, à, công nghệ từ trường là một công nghệ khá là phổ biến hiện nay và mọi người đã sử dụng cái công nghệ từ trường để hoàn nguyên nước hoặc là dùng công nghệ từ trường để chống đóng cặn và hiện giờ chúng ta cần có sự phân biệt giữa cái công nghệ hoàn nguyên dùng từ trường để hoàn nguyên nước à, hoặc là chống đóng cặn thì tại công ty Coro thì chúng tôi có một cái sáng chế liên quan đến việc là sử dụng từ trường để hoàn nguyên nước trở về được cái trạng thái nguyên thủy và đối với cái công nghệ này là một công nghệ đặc biệt nó không giống như công nghệ chống đóng cạn như trên thị trường bán hiện nay vâng cảm ơn bạn Minh Đăng đã chia sẻ rất nhiều kiến thức hữu ích về nước từ trường hoàn nguyên xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay và hy vọng thông qua cái câu chuyện này Quý vị sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích về nước từ trường hoàn Nguyên. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo xin trân trọng kính chào